không thành phá hôi thiên kim giả. Chỉ có điên cùng tìm đường chết mới có thể về đến thế giới cũ. Thế là cô đem hoa khô lục ca cùng liếm 2 năm rưỡi bờ lắc. Không ngờ anh ta không chỉ không tức giận còn tuyên bố muốn cưng chiều cô tới nóc. Buổi tối cô nhân lúc lục ca tạ nhiên đang tắm rửa, lặng lẽ vào phòng ngủ của anh ta nhìn lén điện thoại di động. Đột nhiên tin nhắn của Hoa Khôi gửi tới. Anh Nhiên, nam sinh các anh, có phải là đều thích loại nữ sinh có vẻ 10 phần mảnh mai giống em gái kia của anh không? Đúng vậy, không thì sao? Ai, loại nữ sinh thích nhảy hát và chơi bóng rổ cùng nam sinh như em. Nam sinh các anh có phải là đều không thích không? Đúng vậy, ghét nhất loại con gái nam tính như cô đấy. Bơ lắc đây. Gửi xong, Tạ Ninh Quận thật sự xóa bạn bè với Hoa Khôi. Sau đó thản nhiên ngồi vào trên ghế, chờ Tạ Nhiên ra đánh cô ấy. Không phải cô ấy có xu hướng bạo lực, mà là trong đầu Tạ Ninh Quận tiếp thu được một quy tắc qua loa cọc cằn. Chính là chết bất đắc kỳ tử sẽ có thể trở lại thế giới cũ, nhưng không thể tự sát sẽ chết thật. Cũng không thể bởi vì phạm pháp phạm tội bị xử quyết mà chết. Cô vào phòng tôi làm gì? Không có gì, chỉ là trò chuyện với Hoa Khôi mà anh đã liếm hơn 2 năm rưỡi. Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi? Hắn mở ra xem xét, phát hiện tin nhắn không còn nữa, hồi hộp tìm một hồi lâu, vẫn là không tìm được. Tạ Ninh Quận, cô xóa Nhã Nhã rồi sao? Không sai, chính là tôi làm đấy, làm sao nào? Tới giết tôi đi. Tôi thích Thẩm Diệp Minh Nhã 2 năm rưỡi, sau khi kết bạn với cô ấy, liên tục 2 năm rưỡi, mỗi ngày đều ngủ dậy đúng giờ chúc buổi sáng cô ấy, chưa từng gián đoạn ngày nào. Cô lại đem ký ức 3 năm này của tôi xóa đi hết rồi. Hắn tức hồn hển cầm lấy thước cuộn bằng thép sắc bén trên mặt bàn, hận không thể tại chỗ đem cô chặt thành 8 khúc. Mình liền biết chiêu này có tác dụng mà. Dù sao Tạ Nhiên trước kia thế nhưng là có thể vì Hoa Khôi mà một mình có thể đánh 10 người nhập viện. Nào nào nào, chỗ này nhiều máu này, anh có gan thì đâm vào đây. Đừng cho là tôi không biết đứa trà xanh hôi hám cô muốn làm gì. Nhất định là cô biết anh cả sắp trở về, cho nên muốn cố ý chọc giận tôi, để tôi đánh cô bị thương. Như vậy anh cả sẽ phạt tôi. Tôi sẽ không bị cô lừa đâu. Vậy mà để anh ta hoãn lại rồi. Xem ra kế hoạch tối nay thất bại rồi. Cô vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe Tạ Nhiên nói, nếu cô còn dám can thiệp chuyện của tôi và Nhã Nhã, tôi sẽ không tha cho cô. Anh đừng có mà nuốt lời đấy. Tôi thích nhất là chia rẽ tình cảm đấy. Tạ Nhiên nhìn bóng lưng cô rời đi, tức giận đến cắn răng. Trước kia còn giả vờ yếu đuối nhu thuận, hiện tại của Nhiên lộ ra nguyên hình rồi đi. Mình tuyệt đối sẽ không để nó làm tổn thương Nhã Nhã. Tạ Ninh Quận trở lại gian phòng của mình, nằm dài trên giường, lại lật qua lật lại ngủ không được. Không biết khoảng thời gian mình xuyên thư này, cha mẹ không biết có buồn hay không. Đơn vị biết tin tức mình tai nạn, hẳn là sẽ không tàn nhẫn hủy bỏ biên chế của mình để người tiếp theo lên đứng đầu chứ. Bất luận như thế nào, đều phải nhanh chóng trở về mới được. À đúng đúng đúng, anh cả sắp trở về rồi. Mấy anh trai Tạ gia đều là biến thái, nhưng mà người anh cả này biến thái nhất. Tạ Nhiên khi còn bé phạm phải sai lầm nhỏ, liền bị anh cả phạt quỳ, phạt không được ăn cơm. Khi đó Tạ Nhiên còn nhỏ, không chịu đựng được, cuối cùng còn đưa đi cấp cứu, kém chút không cứu về được. Hơn nữa anh cả thương yêu Thiên Kim thật nhất. Ở mấy năm sau Thiên Kim thật trở về, sau khi cùng Thiên Kim giả sinh ra xung đột, hắn vì bảo vệ Thiên Kim thật, cũng mấy lần đem Thiên Kim giả bắt lại tra tấn. May hắn chỉ là anh trai đoàn sùng Thiên Kim thật trong sách. Nếu như anh ta bá tổng trong sách bá tổng, anh ta hẳn là loại người xảo quyệt và mù quáng, chuyên moi phổi của nữ chính và chuyển cô từ ngoài cung vào trong cung. Nói đến chỗ này, Tạ Ninh Quận một lần nữa dấy lên hy vọng. Những ngày này trước tiên lôi kéo thù hận nhỏ với Tạ Lục. Nếu chết thì tốt nhất, còn nếu như không chết, qua mấy ngày còn có vạch mặt anh cả. Khi nào anh cả làm trò hề mình live stream, anh cả ăn cơm mình hất bàn, cơ bụng anh cả mình sửa soạn, đại biên chế của mình, tiểu phòng bị của mình. Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng tìm đường chết. Hôm sau trời vừa sáng, Tạ Ninh Quận đi tới trường học. Từ sau khi cô xuyên không, một lòng nghĩ trở lại thế giới hiện thực, vài ngày đều không có đi học. Cũng không biết hôm nay vừa lúc đang thi giữa kỳ. Tạ Ninh Quận, hôm nay là thi giữa kỳ, mau làm bài kiểm tra. Sau khi cô tìm được chỗ ngồi, cô ngồi xuống nhìn chằm chằm bài thi. Trước đó không lâu cô mới kiểm tra biên chế. Cái đề bài này đối với cô mà nói rất đơn giản. Tạ Nhiên trước đó rất là xem thường mình, mỗi lần thi xong đều nói gần nói xa ám chỉ mình đần. Kỳ thi lần này nếu như mình vượt mặt Tạ Nhiên, sau đó lại ngay trước mặt hắn chế giễu hắn, kéo điểm thù hận. Nghĩ đến đây, Tạ Ninh Quận cầm lấy bút cấp tốc làm bài, làm xong nộp bài sớm. Sau đó chạy ra bên ngoài tìm phòng thi của Tạ Nhiên. Rất nhanh đã tìm đến chỗ Tạ Nhiên. Cô nhìn hắn chằm chằm. Tạ Nhiên rất nhanh phát giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy mình. Sao nó lại ra sớm như vậy? Không phải là quá nhiều đề nên không làm, dứt khoát nộp giấy trắng rồi đấy chứ? Tạ Ninh Quận hướng hắn cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay giữa lên. Anh xong chưa? Hôm nay nó làm sao cuồng như thế? Nó có bị bệnh không vậy? Tạ Nhiên mặc kệ cô, cúi đầu xuống tiếp tục làm bài thi. Tạ Ninh Quận thấy không có ý nghĩa, cũng rời đi trước. Rốt cục ăn cơm rồi,
Hoa Khôi Diệp Minh Nhã lúc đi vào, ánh mắt cũng không tự chủ được bị Tạ Ninh Quận hấp dẫn. Tạ Ninh Quận trước kia luôn luôn hấp ta hấp tấp đi theo sau một đám nữ sinh, giống như là một con hề. Hôm nay làm sao không làm loại chuyện đó nữa? Là bị người khác xa lánh lâu, biết mình không có cơ hội, cho nên rốt cục từ bỏ rồi sao? Diệp Minh Nhã nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Tối qua Tạ Nhiên đã kết bạn lại với cô, còn giải thích với cô, nói tin nhắn hôm qua là em gái Tạ Ninh Quận của hắn gửi. Hai chữ nam tính này đối với cô mà nói là nỗi nhục cực lớn. Đêm qua cô tức cả đêm không ngủ được. Hôm nay một mình cô ta, vừa vặn giáo huấn cô ta một chút. Diệp Minh Nhã dương mắt tìm một vòng, nhìn thấy một nam sinh có hảo cảm với mình tiến về bên này. Diệp Minh Nhã lập tức cúi đầu xuống, bày ra một bộ dáng vẻ xa xút. Nhã Nhã, sao cậu lại ở đây? Vẫn chưa ăn cơm sao? Tớ đi mua cơm cho cậu nhé. Liền mua thứ ngày thường cậu thích ăn nhất có được không? Không cần đâu, tớ không thấy ngon miệng. Làm sao thế? Tớ chẳng qua là cảm thấy cùng nữ sinh chơi bóng không thú vị. Bọn họ đều quá yếu, cho nên thích cùng chơi bóng với nam sinh mà thôi. Tạ Ninh Quận liền mắng tớ là con phò. Cô ta quả đáng quá rồi, chính là đố kỵ cậu. Cậu yên tâm, tớ đi xả giận cho cậu.